Để chuẩn bị cho đánh giá cuối học kỳ 1 thì giáo dục địa phương 6 tuần này cô sẽ hướng dẫn các em cách làm bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả nhất. Thứ nhất, các em cần thay đổi một chút về cách học và giải. Nếu như trước đây các em cần nắm thật chắc kiến thức và học cách trình bày theo các bước cho đúng trình tự, thì bây giờ yêu cầu thêm nữa đó là phải học kiến thức rộng hơn. Tùy mỗi môn sẽ có những đặc thù khác nhau, nhưng trên cơ sở phải nắm kiến thức và biết vận dụng. Ở bài thi trắc nghiệm thường sẽ là những bài yêu cầu giải nhanh và không quá rườm rà, yêu cầu kiến thức rộng và bao quát hơn. Nếu như các em đang theo phương pháp chậm và chắc, thì bây giờ phải đổi sang thành từ chậm thành nhanh. Giải nhanh chính là chìa khóa để các em có được điểm cao ở môn trắc nghiệm. Với các bài thi nặng về lý thuyết thì sẽ yêu cầu ghi nhớ nhiều hơn. Các em nên chú trọng phần liên hệ. Thứ hai là các em phải tìm được từ chìa khóa trong câu hỏi. Từ chìa khóa hay còn gọi là key trong mỗi câu hỏi chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Mỗi khi các em đọc câu hỏi xong, điều đầu tiên là phải tìm được từ chìa khóa nằm ở đâu. Điều đó giúp các em định hướng được rằng câu hỏi liên quan đến vấn đề gì và đáp án sẽ gắn liền với từ chìa khóa ấy. Đó được xem là cách để các em giải quyết câu hỏi một cách nhanh nhất và tránh bị lạc đề hay nhầm dữ liệu, đáp án. Điều thứ ba mà các em cần lưu ý đó là tự trả lời trước, đọc đáp án sau. Cho dù bài thi môn toán hay bài thi khoa học xã hội, thì các em đều nên áp dụng cách thức tự đưa ra câu trả lời trước khi đọc đáp án ở đề thi. Điều này đặc biệt xảy ra ở các bài thi liên quan đến môn lịch sử và địa lý, khi mà các đáp án thường na ná nhau khiến các em dễ bị rối. Sau khi đọc xong câu hỏi, các em nên tự trả lời rồi đọc tiếp phần đáp án xem có phương án nào giống với câu trả lời mình đưa ra hay không. Chớ vội đọc ngay đáp án vì như thế các em rất dễ bị phân tâm nếu như kiến thức của mình không thực sự chắc chắn. Thứ tư, đó là các em dùng phương pháp loại trừ và phỏng đoán. Một khi các em không có cho mình một đáp án thực sự chính xác, thì phương pháp loại trừ cũng là một cách hữu hiệu giúp các em tìm ra câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi thường có 4 đáp án. Các đáp án cũng thường không khác nhau nhiều lắm về nội dung. Tuy nhiên, vẫn có cơ sở để các em dùng phương án loại trừ bằng mẹo của mình, cộng thêm chút may mắn nữa. Thay vì đi tìm đáp án đúng, các em hãy thử tìm phương án sai. Đó cũng là một cách hay và loại trừ càng nhiều phương án càng tốt. Khi các em không còn đủ cơ sở để loại trừ nữa, thì hãy dùng cách phỏng đoán. Nhận thấy phương án nào khả thi hơn và đủ tin cậy hơn thì khoanh vào phiếu trả lời. Đó là cách cuối cùng dành cho các em. Điều thứ năm đó là các em cần phải phân bổ thời gian và nhớ không được bỏ trống đáp án. Việc đầu tiên là các em đọc qua một lượt tất cả các câu hỏi. Xem những câu nào mình biết rồi thì nên khoanh ngay đáp án. Sau khi làm hết những câu hỏi trúng tủ của mình thì chọn những câu hỏi đơn giản làm trước. Vì bài thi trắc nghiệm các câu hỏi thường đều có thang điểm như nhau chứ không giống như bài thi tự luận. Chính vì vậy câu hỏi khó hay dễ cũng đều thường có chung phổ điểm. Nên các em hãy làm câu dễ trước để đảm bảo đạt tối đa số điểm. Chú ý phân bổ thời gian để không bỏ sót câu hỏi nào. Nếu không biết đáp án thì hãy dùng phỏng đoán hay kể cả may mắn cũng được. Điều các em cần là không được để trống đáp án. Đó cũng là một cơ hội dành cho các em. Thứ sáu, trăm hay không bằng tay quen. Trước mọi sự thay đổi, hay nói cách khác là một cách thức thi mới, thì điều tất yếu là các em buộc phải tập làm quen với nó.
Không ai tài giỏi gì để có thể thích ứng ngay với cái mới. Điều này cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Các bài thi cũng vậy. Thiết nghĩ ngay từ bây giờ các em nên giải nhiều đề thi trắc nghiệm hơn. Tập dần với các câu hỏi trắc nghiệm như thế. Các em sẽ tìm được những lỗi mà mình thường gặp phải, cũng như tìm được một phương pháp giải tối ưu cho bài trắc nghiệm. Thứ bảy, đó là các em cần dành thời gian kiểm tra bài làm. Một kinh nghiệm nữa cho các em là các em nên dành một khoảng thời gian cuối cùng để kiểm tra lại bài. Vì tính toán rất dễ có sai sót, ngay cả những phần dễ nhất. Thời gian cuối cùng, thay vì tập trung để giải một bài khó không hy vọng tìm ra lời giải, thì các em nên tập trung rà soát lỗi ở những câu đã làm. Sau khi xem xong video, các em có còn nhớ 7 lưu ý để làm bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả nhất là gì không? Các em hãy ghi 7 lưu ý đó ra cho cô nhé. Hy vọng 7 lưu ý này sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm để làm bài thi trắc nghiệm đạt điểm cao nhất. Chúc các em thi thật tốt nhé! Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở trong các tiết học sau.